Cái xe máy chạy nhanh không? Xe máy chạy nhanh lắm bạn, hai chiếc xe kia chạy nhầm ghì rồi. Chiếc xe 54K chạy chậm bao chậm luôn. Ngóc trên cai thi, anh mộng mua đồ chơi à? Mặt cười. 118K, ôi cái gì 118K mua mua em. Mua gì vậy? Mọi người hãy xem sức mạnh chú cần câu gỗ. Một phát lên heo hồng. Một phát lên heo hồng. Bà chúa dẹo via, bộ đồ siêu nhân. Ôi trời siêu nhân. Alo Nguyễn Hiền nhé. Thôi nó lên heo hồng rồi kìa. Vãi mới lên luôn, mới qua thôi ấy. Qua thấy nó lên heo hồng rồi. Một phút bù giờ. Ôi sợ nó dính heo hồng kìa. Mình mới qua luôn. Chắc là mình qua mang may mắn cho nó. Ôi trời, hai con heo hồng Ngóc luôn trên anh em. cai thi. Heo hồng lên gì hai con lượt vậy? Lầy quầy hết 2 tiếng đồng hồ. Hết 1 tiếng rưỡi rồi đó. Ngóc trên cai thi, kênh nào đâu, mặt cười khác người. Ôi trời ơi. Biết qua đây mình có dính heo hồng hay là nhìn người ta kéo heo hồng lên là mất ham đây. Heo heo heo. 43 rồi, 43 rồi. Thái, khách đấu channel. Câu cần câu không chuyên đi. Cần ngày thấy nó cũng xui nhưng mà câu đại đi. Tại vì độ bền nó cao. Em bắn búp gì đây? Bắn đi em. Xém gì em, anh có nói gì đâu. Thái, mộng quạo dùi. Anh có nói gì đâu trời. Trời ơi, bình tĩnh nha. Anh đang bình tĩnh nha, không có nói gì hết trơn à. Ôi trời ơi, mọi người ơi, ngậu xanh cái con gì đây? Trời ơi, tự nhiên nó cắn phát đầu tiên luôn vậy mọi người. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, ai đó, ai đó? Đỗ Minh Đức, anh ơi Liên Quân mai anh livestream chiều được. Ừ, anh like buổi sáng buổi chiều mà em. Ai đó anh em? Anh like buổi chiều mà, anh đâu like buổi sáng đâu. Tải lên, quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Chở anh đi nào. Đó, lại tiếp tục một video có con heo hồng. Đỗ Minh Đức, Ok sáng chưa? em đi học. Lần này quá đẳng cấp. Hai con nha, hôm qua là cái con heo hồng bằng cần gỗ, bữa nay bằng cần câu không chuyên nha anh em. Khá là hên. Nữa hả? Dính heo hồng đó nè anh em. Để anh nhảy xuống anh lấy ha. Cần cần không chuyên các bạn. Cần không chuyên, anh nhảy lấy đồ. Thanh Đăng, sao anh câu dễ vậy? Nhân phẩm cao là được thôi em, nhân phẩm thôi, nhân phẩm thôi. Hôm qua phải hôm qua không nhỉ? Hôm qua hay hôm kia gì vậy? Hôm qua là Liên Quân, hôm kia hôm nọ thì câu cần gỗ, hôm nay là cần câu không Ngóc chuyên trên nha. cai thi, ba con rồi game đùa, xì. Có 2 con à, nít này mới 2 con à, nít kia mấy cái kia 1 con nữa đó, nhận điệu nhảy rồi đó. Đi chơi Nghĩa ơi, mình nghỉ câu rồi. Bữa nay nhân phẩm nhiêu đây đủ rồi. Kiếm tính kiếm cá sấu mà không có cá sấu gì hết trơn. Trời mày ảo ma hả Nghĩa? Chỗ ta đi xuống mà em đi lên. Xấu hài hả? Này mày ra ngoài siêu thị ngoài đời nó cười vô mà. Đỗ Minh Đức, em đang học bài. Nhân phẩm chưa? Cần không chuyên nha anh em. Tự nhiên cái mình lấy cần nó ra cái lên heo hồng luôn anh em à. Đã có clip heo hồng rồi. Ok anh em học vui vẻ nha. Mai cho Liên Quân nha anh em. Ngọc Nguyễn Ánh Ngọc, em Giang Hót. Trời tự nhiên bỏ mình bực về giữa chợ vậy. Ở về nhà trưng con heo hồng này cái mấy bạn ơi. Nghĩ là 2 con rồi. Ảo ma Canada. Trưng thêm 1 con nữa. Nhà nhỏ mà ấm cúm anh em ạ. Thái, Nghĩa bị ảo, ha ha ha. Như ông mà. Ôi trời ơi.
Vậy là phải mình phải dời cái kia qua bên hả ta? Cái xe này phải dời đi rồi, vậy chứ cái xe ảo ma này. Đỗ Minh Đức, em xui câu một tiếng mà không có con heo. Anh câu tiếng ngữ rồi đó. Xe đạp xinh xinh này. Tao bỏ mày vô lòng con cho rồi đi, mệt quá. Nhà nhỏ đừng có hai con heo hồng Em hết đang trơn diện em tích câu rồi. 3 ngày có đâu. Ờ, chắc là nhân phẩm em kém. Từ từ ra đâu em. Trời ơi, gấp gì không biết. Thêm một con heo hồng. Nó ngay chưa thấy là méo méo kiểu gì anh em à. Thái, xe hiếm nhất game, mặt cười lộn ruột. Nó méo méo kiểu gì á. Xe hiếm nhất game. Đại điêu rồi. Anh nó xéo xéo ta. Nghĩa ơi, tôi đi ra ngoài anh cái. Ra ngoài anh sửa cái này rồi cái. Em thấy nó méo méo khó chịu quá. Ok. Thanh đang ra mà run tay cái hụt. Chỗ này đựng cái gì vậy? À, đựng cái này vừa hết luôn các bạn. Ơ, vừa niêm luôn anh em. Đó, vừa niêm luôn các bạn. Đó là vừa niêm. Hợp lý luôn, mình chở cái Liên xe ở hệ đây. 7A3 Nguyễn, đi chụp hình anh ơi. Rồi sao rồi, để vô vậy? Đây đây đây. Để chân cái xe này nha, cái xe mô tô đó mình để chạy. Cái xe đó chạy nhanh lắm anh em. Chụp hình gì? Chụp hình đâu? Nhà, chụp hình nhà ở đâu? Đó là hai con heo hồng. Mình có thêm một con mình sẽ để nó chồng lên nhau. Mà run tay lấy cá hụt. Ôi trời ơi. Đáng lẽ là kinh nghiệm đó. Chứ mấy lần trước là nó cắn phát đầu tiên là toàn bấm hụt thôi em. Chí thiện 7A3 Nguyễn, hôm tơ. Cho mình cho nên là mình để ý cái bóng của nó đi. Là nó cắn là bấm liền. Đừng có run. Mình cũng run hơi thôi. Nói chung bây giờ hồi xưa là câu hụt liên tục luôn. Bây giờ đỡ rồi. Hôm tơ. Nếu mọi người kiếm được tôi. Thái, anh mộng quá là bình tĩnh. Mọi người kiếm được tôi ấy. Ai nghĩa nghĩa em thử em nhảy vô cái chỗ đó em ngồi thử coi sao. Thử nhảy vô rồi coi em. Có cái gì chổng không? Mà anh thấy không? Rồi biến mất tiêu luôn. Biến mất tiêu luôn. Thôi đi ra ngoài. Ôi trời ơi luôn. Ôi ở nhà đi mà biết đâu mình dính con cá sấu nữa sao anh em. Biết đâu nhân phẩm mình dính được con cá sấu nữa rồi sao. Chụp hình ở hôm thao hả. Cái hình thôi để hẹn em bữa sau đi nha. Bữa sau mình chụp hình làm cái ảnh bìa.